Pháp Sư Tịnh Không khai thị A-di-đà Phật. Một, danh hiệu A-di-đà Phật bao hàm tất cả tánh tướng, lý sự, nhân quả, tầng hư không, biến pháp giới, cho nên gọi là vạn đức hồng danh. 2. A-di-đà Phật là tiếng Phạn, ý nghĩa là vô lượng trí, vô lượng giác. 3. A-di-đà Phật cũng xưng là vô lượng thọ Phật, vô lượng quang Phật. Thật ra quang và thọ chỉ là một phần trong vô lượng, không thể diễn đạt hoàn toàn ý nghĩa của câu Phật hiệu này. 4. Nghĩa lý của câu danh hiệu này vô cùng sâu rộng. Nếu không hiểu được nghĩa lý bao hàm trong danh hiệu thì không đạt được hiệu quả mong muốn. 5. Niệm A-di-đà Phật là niệm chân tâm của chính mình và niệm bổn danh đức tánh của chính mình. 6. Dùng danh hiệu A-di-đà Phật để đánh thức tự tánh của chúng ta. 7. Dùng danh hiệu A-di-đà Phật để phá mê khai ngộ, tìm lại bản tánh chân như. 8. Niệm niệm giác mà không mê, chánh mà không tà, tịnh mà không nhiễm, tức là tự tánh Di-đà. 9. Niệm A-di-đà Phật trong một đời sẽ thành tựu viên mãn Phật quả, cho nên nói rằng công đức danh hiệu không thể nghĩ bàn. 10. Công việc hàng ngày vẫn làm, nhưng trong tâm luôn giữ câu A-di-đà Phật. 11. Không hiểu về thường thức Phật học cũng không sao, niệm câu A-di-đà Phật vẫn được vãng sanh. 12. Đối với thân tình và quan gia trái chủ đều phải xem đạm bạc, nhất tâm chuyên niệm A-di-đà Phật mới được vãng sanh. 13. Trong tâm chỉ có A-di-đà Phật, không có ý niệm gì khác, sẽ được tự tại vãng sanh. 14. Lúc lâm chung, chỉ khi thấy A-di-đà Phật thì mới đi theo Ngài. 15. Tâm nguyện ngôn hành cùng A-di-đà Phật tương ứng, nhất định sẽ thành Phật. 16. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, có bệnh không nghĩ về bệnh, mà nghĩ đến A-di-đà Phật thì bệnh sẽ hết ngay. 17. Người nghiệp chướng sâu dày, chỉ có câu Phật hiệu A-di-đà Phật này mới có thể cứu được. 18. Cảnh duyên hiện tiền, niệm câu A-di-đà Phật thì việc gì cũng đều được giải quyết. 19. Dùng tình nghiệp của chúng ta để cảm ứng nguyện lực từ bi của A-di-đà Phật. 20. Người niệm Phật phải đồng tâm, đồng nguyện, đồng đức, đồng hành với A-di-đà Phật. 21. A-di-đà Phật là danh hiệu của tất cả chư Phật. Trì câu Phật hiệu này giống như trì danh hiệu của tất cả chư Phật, sẽ được tất cả chư Phật hộ niệm.